bán mẹ đi chơi, thích vô dắt về. Ok anh em, lại là anh em mình đây. Chào mọi người nha. Hôm nay anh em mình ra ruộng câu cá mọi người. Hôm nay câu cá mà nhưng câu cá ở Bình Dương nha. What the hell? Đây, anh em mình chuẩn bị máy câu đây. Máy này là size 7.000 nha. Size 7.000. Rồi vô cước là đầy cối luôn. Và một con cá mình bắt ở biển Bình Dương gì à. Nên mình sẽ câu con cá này nha mọi người. Với này, bộ môn này là phải gần 3 môn phối hợp mới thực hiện được nha. Ok mọi người sẽ xem clip này của anh em mình nha. Giờ anh em mình sẽ gắp vũ khí vô để chiến nha mọi người. Đây là con diều của anh em mình mới làm hồi nãy nha. Hồi mình đã quay nãy rồi, mình sẽ bỏ vô clip làm diều sau cho mọi người xem nha. Đây, con diều thủ công mọi người. Con cá Bình Dương của mình sẽ chiến đấu với con diều này, thử coi con nào bay cao hơn nha. Đây sẽ lồng mấy cái phen này vô. Bung con cá ra đi. Đó. Xong. Con cá này sẽ chiến đấu với con diều của anh em mình làm thủ công nha. Thử coi thời 4.0 với thời xưa coi con nào bay cao hơn. À đây. Trước tiên mình phải rút lại để mình thả cao quá thì con cá nó bay gì trời luôn, kiếm ông táo luôn. Chút qua thì là chắc chắn mọi người. Đây là hậu quả của những thanh niên coi tấp tấp quá 180 phút mới ra câu cá trên trời rồi. Rồi ok. Rồi. Mình cứ bật lại, mình sẽ không lên xe gác nha. Gác lại và bỏ túi. Đây bây giờ mình bay mọi người ơi. Đây mình sẽ chấp thằng em mình thả trước luôn. Rồi thả đi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Coi chừng nó thả diều giống Nobita đó. Rồi. Buông ra đi. Đi thôi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đây em mình làm diều nó hơi non mọi người. Diều không lên rồi. Đó, diều của mình chưa chân là bắt đầu nó múa vùng vẫy cũng bay lên trời cao rồi đó. Quá nhiều nghe mình coi nó còn là đà đó kìa. Rồi xong. Xong rồi. Xong rồi. Đây. Với mình.
mà cá gì hơi màu 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 với màu xanh, cà cần câu tô rô mà kết hợp với máy đeo go 7,000. Đây cá gì ở Bình Dương khá là nhẹ nhàng. của mình đã ngớt rồi mọi người ơi. Đây quay hết con dây luôn nè. Đây mình sẽ chơi hết con dây luôn. Em vô xả mùi pin. Đây mình sẽ xả mùi pin nè, nó giết giết rồi. Quay thấy nhiều không? Chưa hết nữa, được nửa cuộn dây nữa mà con dừa đã bay không muốn thấy rồi. Giờ mình sẽ chơi hết cuộn dây luôn. Gió yếu quá mọi người. Giờ yếu chiều luôn rồi. Câu dính cá mập. Hay. Cá vừa bị chip nó bị nhuyễn đầu hết bên này. Đây mình còn một phút nữa mình sẽ xả hết con dây luôn. Gì mà nó lên lại rồi mọi người ơi. Gì vậy? Trời ơi, đúng không? Ủa gì vậy? Gì vậy? Con gì của mình nó bay lên tuốt trên cao luôn rồi. Nhưng rất là nhẹ nha mọi người. Mọi người nên thử nha, rất là vui. Chưa hết cuộn dây nữa. À, hết cuộn luôn. Mình sẽ cho nó tuôn hết nguyên luôn. Quay cái máy là quay con gì nó hết thấy con gì rồi. Con gì nghe mình báo anh lạc lạng chứ. Còn thấy con gì không? Dược tiêu lại. Cá là nhỏ rồi mọi người. Máy nhưng mà cối dây dung cối vẫn còn nha, mình sẽ chơi hết luôn. Đây. Hết. Biết vui lại. Ngày câu cá bình thường ở Bình Dương. Ơi, múa đâu rồi? Ơi. Trời ơi. Vừa bị nén tay bên này. Bị niễn bên kia ta. Trời ơi. Chạy hẳn lên. Chạy hẳn lên. Chạy xuống á. Trời ơi. Quá gì quá tay luôn chưa. Nó ăn lúa rồi. Nó ăn giường rồi kìa, có nó ăn giường. Đồ ngu.
đồ ăn hại. Cút mẹ. Mày nếm coi nè. Sao? Mày làm gỡ. Ok. Đây mình tiến hành giải cứu chuyện này nha mọi người. Ok mọi người, anh em mình giải cứu chuyện mới được. Rớt xuống giường rồi mình sẽ đi giải cứu nó mới được. Báo báo con ngà độc lạ Bình Dương ngày thả cái gì bình thường. Hình như là nó bị nghiễn một bên đó mọi người. Mình sẽ giải cứu nó, mình sẽ đổ nó lại. con cá của mình nó rớt xuống giường của ông anh nông dân may mắn này. Đặng gần gốc đèn á. Đang lên ngon tự nhiên nó đã đảo, nó cắm đầu luôn mọi người. Hết cứu mình, dùng hết kỹ năng của mình, diều cá của mình. Có được qua không? Hay đằng kia? Ở đi bên đó đi, ta đi lên đây. Rồi. Trong một hồi quật quả mình đã thấy con cá của mình rồi. Đâu? Đâu? Con cá nào sẽ la đi mọi người. Đây đây, than. Đây. Thì cá là anh ba. Niên nằm đây. Để mình sẽ xem coi. Kia đừng có gạch coi gạch hoài. Mình sẽ sửa lại rồi tại sao nó nghiêng bên này. Ê, phát hiện một chùm nhãn khá là ngon. Lên. Rồi. Rồi. Không bơi thì mọi người mình sẽ tiến hành sửa không mới được. Mình sẽ cột nó một bên nữa cho nó đều nha mọi người. Get
Ok, giờ mình đã đổ nó lại mọi người. Tiêu đó. Đâu rồi? Tiêu đó. Ok, mình sẽ quay lại chẳng biết chẳng chiến thôi. A few moments later. Ok, mình đã trở lại rồi đây, đi xuống ruộng. Ok, giờ mình vào phòng mình chạy muốn lội cái con ẹt. Con giả sướng rồi con nhiều đây. Đây có ổi thôi thôi. Ê. Anh em mình từ câu mà xong xong thuyền mình đến đây luôn. Lộc đi chơi Lộc. Ấy, hai bữa nữa. Thì chưa. Rồi. Xa quá ra bia thấy luôn à. Ấy. Chuẩn bị quay diều đâu với ta nè. Đây là con diều đâu với ta đây. Nó vừa đưa với ta đó nó. Con nhiều bất ổn. Con dân mình làm nhiều hay quá mọi người ơi. Đây thành quả đây. Cuối cùng có mập xịn hàng sản xuất từ công ty ra vẫn là chiến thắng nha mọi người. Ok ta. Về mọi người. Ờ, gắp đầu kìa, gắp đầu kìa. Con diều cánh đỏ, cánh xanh nha mọi người. Chạy ngược đi, nó nằm xuống ruộng, có nước lụm kia đâu giường sao đi nữa. Kìa, kìa nó vừa kìa. Đây cần hủ nha mọi người, cần hủ gì đi câu cá mập nha mọi người. Đây mình sẽ cảo cá biển. Cảo cá trời, cảo cá là con táo, cá là chém nó hành tinh rồi. Anh em mình câu được con cá chép con táo nó hành tinh nó bị tiến hóa thành con cá mập nha mọi người. Mà nó không nghe lời anh em mình bắt nó lại giao nộp cho con táo được. Rồi rồi rồi, cứ dẫn nó vô giường. Nó vô giường con ông nông dân. Nó đuối đó, nó đuối hả? Nó xong rồi, nó xong rồi. Nó xong rồi, bắt được nó rồi mọi người. Lấy vợt. Đây có thanh niên này đòi lấy cái vợt xúc cá nha mọi người. Kìa kìa nó đâm đầu kìa, nó đâm đầu không đất kìa. Nhém giỡn với camera. Để coi anh Lộc của mình sẽ bắt được con cá mập, cá chép tiến hóa thành cá mập này được không nha mọi người. Cá 97kg nha, ổng còn bắt được không chỉ được con cá mập tiến hóa này. Bây giờ cần em chạy giúp không? Trời ơi. Con
chiều nãy mình đổ nó một tay cho nó cầm một cục sắt một bên. A few moments later. Rồi anh em mình bắt được con cá chép tiến hóa thành con cá mập rồi nha mọi người. Sao mấy ông vật vã anh em mình đã bắt được nó rồi. Rồi mọi người lên cái rồi mọi người. Đấy. Đi chưa? Những là cá nhưng nó lạ lắm. Rồi. Ok anh em ơi, giờ mình sẽ tiến hành thu dây đi về anh em ơi. Anh em thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh cho mọi người. Cảm ơn anh em đã xem video clip giải trí cực cao của anh em mình nha. Ok, tạm biệt mọi người nha. Chào mọi người nha.